Hello cả nhà, và mùa hè, mùa nắng nóng đã tới rồi. Vì vậy ngày hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái món rất là đặc biệt, đó là món dừa tắc trái cây. Và món này chắc chắn là rất ngon và thanh mát luôn nha. Mà đặc biệt là sử dụng toàn những nguyên liệu tự nhiên không, vì vậy sẽ rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và bây giờ mời chúng ta đến với phần giới thiệu nguyên liệu của món dừa tắc trái cây. Bây giờ mình sẽ đến với phần nguyên liệu làm món dừa tắc trái cây. Thì dừa tắc trái cây thì chúng ta sẽ có các nguyên liệu sau, đó là phần 200g cơm dừa loại vừa, không quá non, không quá già. Rồi mít là 100g, mình sẽ cắt sợi, đã 100g mít cắt sợi như thế này. Rồi thơm thì 100g, gọt vỏ cắt tam giác. Lá dứa thì 10g. Rồi nước đường 40ml, nước lọc là 80ml để tí nữa mình ngâm. Rồi ở đây mình sẽ có 30g tắc, bỏ hạt ha và cắt lát mỏng. Rồi chúng ta chuẩn bị thêm 1,5 lít. 1,5 lít nước dừa, 1,5 lít nước dừa ha cả nhà ha. Và tiếp theo là mình sẽ có thêm 100ml nước cốt tắc. Rồi ngoài ra mình có thể thêm trái nhãn. Còn nếu không có trái nhãn thì món này cũng đã ngon rồi. Vậy nếu mình làm dừa tắc trái cây phiên bản đơn giản đó, không nấu nướng gì nhiều đó, là chúng ta sẽ làm cái combo trái cây và nước dừa như Nhi vừa hướng dẫn. Còn ngày hôm nay thì Nhi sẽ hướng dẫn thêm một phần đặc biệt là nấu thạch lá dứa và nấu thạch cốt dừa, để mình dùng chung với cái món nước dừa trái cây này thì làm cho nước dừa trái cây của mình nó sẽ ngon hơn. Đó, thì nói chung chúng ta có thạch hay không có thạch thì đều được ngay cả nhà. Như vậy là phần giới thiệu nguyên liệu cho món nước dừa trái cây đã xong. Bây giờ mời chúng ta đến với phần hướng dẫn làm món. Rồi bây giờ bước đầu tiên là Nhi sẽ hướng dẫn cho mình ngâm trái cây. Chúng ta cho hết cái phần cơm dừa, phần mít, phần thơm và phần tắc mình đã sơ chế vào cái tô. Cái tắc này mình nhớ bỏ hạt để không bị đắng nước nha. Mình cứ yên tâm bỏ hạt cắt lát thế này á, thì mình để 3 ngày nó vẫn không đắng. Còn nếu có hạt nó sẽ bị đắng nha cả nhà. Sau đó để cho phần trái cây của mình ngon á, thì mình sẽ cho vào đây 40ml nước đường. Đây là công thức 10ml ha, 40ml nước đường. Nước đường hoặc mình không có nước đường, mình dùng cho Nhi 40g đường vẫn được nha, 40g đường trắng vẫn được. 80ml nước lọc, mình dùng công thức nước đường pha loãng ha cả nhà. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều cái phần nước đường, nước lọc và trái cây của mình lại với nhau để ngâm. Nếu mà mình không có nước đường thì mình dùng cho Nhi 40g đường cát trắng cũng được nha. Rồi và bây giờ chúng ta ngâm. Chúng ta ngâm từ 20 đến 30 phút. Cái mục tiêu mà mình ngâm á là để cho nước trái cây nó sẽ tiết ra, và tí nữa mình sẽ hòa cái phần trái cây nào chung với nước dừa thì nó sẽ rất là ngon ha cả nhà. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo là Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta làm thạch lá dứa. Thạch lá dứa thì Nhi có 55g lá dứa, 300ml nước lọc, 6g bột rau câu, và ở đây Nhi có thêm là 150g đường cát trắng. Và công thức này mình sẽ nấu dai dai một chút đó, để tí nữa mình bào sợi đó. Vì vậy mình sẽ nấu công thức 1,2 lít nước cộng với 300 nước ở đây, tính ra là khoảng 1,5 lít. Còn nếu ai muốn nấu dai hơn thì có thể rút xuống còn 1 lít, hoặc là muốn mềm hơn có thể thêm nước. Tuy nhiên Nhi thấy công thức này là vừa ngon để mình có thể bào sợi nha. Rồi thì đầu tiên mình sẽ xay lá dứa, lọc bỏ xác, lấy nước ha. Bây giờ chúng ta cùng xay lá dứa nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho 55g lá dứa vào cối, cho thêm 300ml nước sạch vào cối. Mình sẽ bấm nút xay trong vòng, bấm nút bít đồ xay trong vòng 3 phút cho mịn nha và lấy được nước. Rồi sau khi mình xay được 3 phút rồi, bây giờ mình lọc bỏ cái xác, mình lấy cái phần nước cốt để mình nấu thạch nha. Rồi chúng ta lọc bỏ bằng một cái túi vải. Đó, chúng ta bỏ được cái xác và lấy được cái phần nước ha cả nhà. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta nấu thạch thì chúng ta sẽ trộn phần rau câu và đường 6g rau câu,
và 150g đường lại với nhau. Rồi sau khi trộn như thế này thì chúng ta có hai cách nấu. Một là chúng ta cho hỗn hợp rau câu và đường vào trong nước nguội, khuấy đều và ngâm trong vòng 30 phút rồi bắt lên bếp nấu. Hai là nếu chúng ta vội vàng mà chúng ta không có thời gian để ngâm chờ thì chúng ta nấu trực tiếp với nước sôi. Tuy nhiên lưu ý là trộn thật kỹ, bột rau câu với đường vẫn được. Và khi nước đã sôi rồi thì mở nắp ra. Sau khi mở nắp ra như thế này rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp, khuấy bớt nhiệt, chứ mình không nấu trực tiếp với nước đang sôi nóng quá ha. Mình khuấy từ 10 đến 15 vòng. Sau đó chúng ta cho hỗn hợp bột vào từ từ, cho bột và đường vào từ từ và đánh mạnh tay. Rồi sau đó chúng ta bật bếp lên. Đó, chúng ta thấy chúng ta làm cho bột và đường vào từ từ đánh mạnh tay thì rau câu nó tan hết và nó nước nó trong veo, nó không bị vón cục gì hết nha. Rồi chúng ta bật bếp lên nấu cho sôi. Kể từ lúc rau câu mình sôi thì mình sẽ tính thời gian nấu sôi lăn tăn trong vòng 5 phút. Trong suốt quá trình nấu 5 phút chúng ta điều chỉnh nhiệt làm sao đó miễn mà nước trong nồi sôi lăn tăn, bởi vì tùy vào nhiệt độ xung quanh, có khi để lửa vừa nó cũng nó sôi lăn tăn, nhưng mà có khi mình giảm nhỏ nhất thì nó sôi lăn tăn. Là do nhiệt độ xung quanh mà chúng ta điều chỉnh cái lửa, miễn làm sao trong vòng nấu 5 phút nồi nước của chúng ta, nồi rau câu của chúng ta sôi lăn tăn là được. Rồi nước thạch đã sôi lên rồi nè, bây giờ bắt đầu mình điều chỉnh lửa nhỏ hoặc là lửa vừa để cho nước trong nồi sôi lăn tăn liên tiếp 5 phút nha. Mình sẽ cài đặt thời gian nấu. Sau khi thạch phần nước rau câu, thạch lá dứa của mình đã sôi đủ 5 phút thì bây giờ tiếp theo mình cho hết cái phần lá dứa mà mình đã xay vô nha. Phần lá dứa từ 55g lá dứa và 300ml nước lọc mình cho hết vô. Mình nấu sôi lên là mình có được màu thạch lá dứa rất là màu xanh, rất là đẹp và thơm luôn cả nhà. Nhi đã thử dùng siro lá dứa để nấu thạch nhưng mà không ngon bằng nha. Vì vậy là lời khuyên Nhi vẫn nên là dùng lá dứa tươi để nấu cái thạch này. Hoặc là nếu mình không dùng lá dứa tươi, mình có thể siro sâm dứa thì ngon, nhưng mà siro lá dứa là không có ngon nha. Rồi nước thạch chúng ta đã sôi, bây giờ chúng ta đổ khuôn. Rồi như vậy là chúng ta đã vừa nấu xong thạch lá dứa. Bây giờ mình sẽ đến với phần tiếp theo. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo là Nhi sẽ hướng dẫn mình nấu cái phần gọi là rau câu cốt dừa. Thì để làm được rau câu cốt dừa, mình sẽ có 100g bột cốt dừa lọc phát. Nhi để cái gói là bột cốt dừa lọc phát trên màn hình nha. Tiếp theo là 6g bột rau câu và 150g đường. Bước 1 là chúng ta sẽ trộn bột rau câu và đường lại với nhau. Chúng ta trộn thật đều bột rau câu và đường lại với nhau. Ở đây nấu thạch rau câu mình có hai cách nấu. Một là mình trộn bột rau câu và đường này nè trong cái nước nguội. Hai là nếu mình muốn nấu trực tiếp với nước sôi vẫn được. Nếu mà mình ngâm nước nguội thì mình ngâm trong vòng 30 phút rồi sau đó bắt lên bếp nấu 5 phút. Còn nếu mình gấp, mình không có thời gian ngâm và chờ thì mình có thể nấu như sau. Khi nước sôi thì mình tắt bếp, mình khuấy bớt nhiệt. Ở đây là chúng ta nấu sôi, ở đây là mình nấu sôi 1 lít nước nha. Nước sôi tắt bếp, khuấy bớt nhiệt, sau đó đổ đường vào. Đường và bột rau câu cho từ từ đánh mạnh tay. Thì như vậy là nó cũng không bị vón cục, mà mình có thể nấu trực tiếp với nước sôi mà không cần ngâm. Cho từ từ đánh mạnh tay. Đó thì chúng ta thấy, sau khi chúng ta cho bột rau câu và đường thành một hỗn hợp rồi, chúng ta cho từ từ vào nồi nước và đánh mạnh tay. Với nồi nước nóng như thế này thì nó tan ra. Và lúc này bắt đầu bật bếp lên thì nó cũng không bị vón cục ha. Mình bật bếp lên mình nấu cho nồi nước sôi. Khi nào mà nồi nước của mình sôi á thì mình sẽ bắt đầu tính thời gian nấu. Mình sẽ giảm lửa và tính thời gian nấu sôi lăn tăn liên tiếp 5 phút thì thạch mình nó chín, sau đó mình sẽ pha màu cốt dừa. Trong suốt quá trình nấu sôi lăn tăn 5 phút thì mình sẽ cần phải vớt bọt để cho nước thạch của mình nó được trong và nó không bị rỗ bề mặt. Đó, chúng ta nấu sôi lăn tăn 5 phút ha, không nấu sôi nhiều quá ha cả nhà.
Rồi trong suốt quá trình nấu 5 phút này mình sẽ khuấy khoảng 2 phút mình khuấy một lần ha cả nhà. Khuấy một lần cho cái bọt ứa dưới thì nó lên trên mặt, đồng thời là nó không bị dính ở dưới nó cháy. Với trên nó đảo đều xuống ở dưới. Trong lúc chờ đợi thạch đủ thời gian thì mình sẽ hòa tan cái phần bột cốt dừa nha. 100g bột cốt dừa mình sẽ hòa tan với 50ml nước sôi. Đó, rất là tiện lợi, chúng ta hòa với nước sôi thì bột cốt dừa nó sẽ tan và nó thành cái phần cốt dừa. Rồi, như vậy là thời gian nấu thạch là đã được 5 phút ha. Bây giờ chúng ta cho hết cái phần nước cốt dừa vào nồi để làm thạch cốt dừa. Đó, sau khi cho vào nồi thì chúng ta khuấy đều. Khuấy đều cho bột cốt dừa với thạch nó tan đều vào nhau. Nấu sôi lên là tắt bếp chứ không được nấu lâu. Bởi vì cái cốt dừa này mà mình nấu lâu á thì nó sẽ bị một cái hiện tượng gọi là tách dừa. Thì lúc đó nó sẽ không có cái màu trắng sữa này nữa đâu nghe, nó sẽ thành một cái váng dừa. Sau đó là ở dưới là nước nó trong, vì vậy là nấu sôi là tắt bếp thôi. Bật lửa lớn lên nấu sôi tắt bếp. Rồi sôi một cái thế này là mình tắt bếp liền anh chị ha. Sôi là tắt bếp liền nè, không để lâu bị tách dừa nè. Tắt bếp là mình có bọt thì mình vớt bọt rồi mình đổ khuôn. Là chúng ta được cái nồi thạch rau câu dừa rất là thơm ngon. Mình sẽ cho thạch đã nấu ra những cái khuôn như thế này ha. Đó, và để nguội. Rồi có bọt thì mình nhớ là mình sẽ cần phải vớt bọt nha. Rồi xong, như vậy chúng ta để nguội là chúng ta sẽ có thạch rau câu dừa. Thạch rau câu cốt dừa rất ngon. Dạ rồi, bây giờ sau khi thạch mình đã để nguội và đông lại rồi thì có hai cách ha. Một là mình sẽ cắt miếng, mình bỏ vô cái ly nước dừa của mình. Hai là mình sẽ bào sợi. Mình có thể mua những dụng cụ bào sợi thế này để mình bào ra thành sợi này cả nhà. Mình nhấn xuống, mình nhấn mạnh tay xuống để mình bào ra thành sợi. Đó, thì nó ra sợi nha. Thì để chúng ta có những sợi thạch. Thì cái phiên bản mà thạch sợi này nè thì làm nó hấp dẫn cái ly nước hơn, tại vì nó mới lạ hơn thôi. Chứ cắt miếng ăn cũng ngon mà bào sợi ăn nó hấp dẫn hơn nha. Đó, cứ như vậy mình bào sợi thì mình ra được những cái sợi thạch ha cả nhà. Đó, mình nhấn sát xuống rồi mình bào, cứ vậy bào. Rất dễ thôi và nhanh chóng nữa. Tất cả những cái dụng cụ và nguyên liệu này thì ở Vinpa mình đều có bán nha các anh chị. Đó, rất là dễ dàng. Thì như vậy chúng ta đã có rất nhiều sợi thạch rất là ngon, hấp dẫn, đúng không ạ? Quá ngon và hấp dẫn. Rồi, tiếp theo là mình có thể bào cái thạch dừa, cơm dừa cũng vậy luôn. Bào theo chiều dọc hay chiều ngang đều được ngay cả nhà. Đó, thạch cơm dừa. Thịt cơm dừa của chúng ta. Nhìn hấp dẫn ghê ha. Đó, bào tới đâu là tê tái tới đó, ngon lắm. À, chúng ta có những sợi thạch dừa rất là ngon, thơm ngon mát mịn mà thơm mùi cốt dừa rất là ngon, giống như những cọng phở, giống như những cọng bún ha. Tí nữa mình bỏ vào ly nước của mình. Như vậy là phần thạch dừa, cơm dừa sợi và thạch lá dứa sợi đã xong. Bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra ly 500ml. Thì trước tiên một cái ly 500ml thì mình sẽ múc một vá trái cây đó cả nhà. Một vá cỡ này ha, cho vô ly. Đó, một vài cọng lá dứa. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ lấy nước cho tới khi đủ 320. Tiếp theo, sau khi mình đã lấy được một vá topping cho ly 500 rồi thì nếu như trong thùng này lúc nãy chúng ta đã bỏ đường, chúng ta đã bỏ ra 350g đường cho nguyên cái ly, cho nguyên một thùng 10 ly, thì lúc này phần nước chúng ta sẽ từ cái và nước chúng ta rót cho được 320. Còn nếu trường hợp mà chúng ta chưa có đường thì chúng ta rót cho Nhi 208. Vậy cái thùng này Nhi chưa có đường, vì vậy Nhi rót cái phần cơm, trái cây cùng với nước khoảng lên 208. Thì bằng cách làm này á, là mọi ly 500 nó đều ngon như nhau. Còn nếu mình dùng cái cách mình khuấy đều lên, mình lấy vá mình múc lên cũng được đó. Cách đó cũng được ha, nhưng mà nó sẽ đều tương đối thôi, chứ nó không có được đều răm rắp như cách Nhi đang làm. Đều về vị ngọt, đều về vị chua. Rồi sau đó thì chúng ta tiếp tục
cho đường vô khuấy. Ở đây nếu như mình uống ngọt vừa thì cho 35ml nước đường, còn nếu khách nói muốn ngọt ít thì bớt, còn 30, ngọt nhiều thì tăng thành 40. Đó là cái cách mà mình làm món này nha, rất là tuyệt vời. Sau đó mình sẽ cho cái phần nước này, cho một ít đá nữa. Chúng ta cho thêm khoảng 100g đá thôi, rất là ít thôi, món này không cần nhiều đá. Do món này mình pha công thức là nước cốt nhiều. Rất là ngon. Tiếp theo mình sẽ có thạch, nếu mà có thạch thì cho thêm vào, còn nếu lúc này không có thạch thì cũng đã ngon rồi. Đây, thạch dừa sợi, mình nhìn thạch nha. Đó, thành sợi sợi rất là ngon luôn cả nhà. Chúng ta có thể trang trí thêm vài cọng lá dứa để cho ly nước của mình thêm xanh tươi. Rồi giờ mình ra ly 1 lít thì mình tương tự mình cũng sẽ khuấy. Sau đó mình múc 2 vá topping trái cây. Đấy, 2 vá topping trái cây, thập cẩm, rất là nhiều topping. Sau đó mình lấy nước. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy cái phần nước. Ở đây nếu như mà công thức của chúng ta là có đường thì 1 ly 500 là 320 lượng nước, thì ly 1 lít mình lấy 640. Tuy nhiên ở đây là bởi vì nó không có đường, vì vậy mình sẽ lấy tổng lượng nước cho đủ khoảng 600. 590 hay là 600 ha, mình làm đầy ca này luôn là đủ lượng topping và lượng nước dừa. Bằng cách pha này thì các ly ngon như nhau. Còn nếu trường hợp mình cứ lấy cái vá mình múc á, thì nó sẽ có trường hợp là lúc thì sát nhiều mà lúc thì nước nhiều, thì nó sẽ không đều nha cả nhà nha. Rồi sau đó chúng ta rót. Đó, chúng ta rót cái phần nước dừa mình đã pha vào ly 1 lít. Và đối với mỗi ly 500 là 35 đường thì ly 1 lít sẽ là 70 đường. Chúng ta khuấy đều lên, khuấy đều cái phần trái cây, nước dừa và đường lên ha. Còn nếu khách uống ngọt ít thì giảm 10ml đường, ngọt nhiều thì tăng 10ml đường nha. Rồi tiếp theo mình cho đá vô đây. Cho đá vô gần đầy ly. Đó, rất là tuyệt vời. Đối với ly 500, đối với ly 500 thì mỗi ly là nửa vá thạch, thành ra tính tổng ly 500 là 1 vá. Còn ly 1 lít á, thì mỗi loại thạch múc 1 vá luôn dùm Nhi. Thạch lá dứa rất là ngon. Rồi thạch cốt dừa. Đó, ngon ghê không? Tuyệt vời luôn, 10 điểm luôn. Ngon quá, mát rồi, rượi luôn cho coi. Rồi sau đó mình trang trí thêm cái lá dứa. Như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong 2 phiên bản nước dừa tắc trái cây, phiên bản ly 500 và 1 lít. Cả nhà lưu ý giúp Nhi là mình có thể để đường chung hoặc để đường riêng đều được. Tuy nhiên phần để đường riêng sẽ giúp chúng ta điều chỉnh độ ngọt trên từng ly được tốt hơn. Lưu ý thứ hai cho món này đó chính là trong công thức thì Nhi có bỏ đá vào, vì vậy để cái món này luôn tươi ngon, bán tươi ngon nguyên ngày, mình nên dùng những cái thiết bị giữ nhiệt như là bình ủ, những cái thùng nhựa có khả năng giữ nhiệt để đưa toàn bộ cái nước cốt dừa của 10 ly vào thùng. Khi nào khách đến mua thì mình sẽ khuấy đều lên bát. Và lưu ý là phần đá trong công thức là Nhi đã tính toán để đến khi mà dù đá có tan hết thì cái phần nước dừa của mình vẫn còn ngon, phần nước dừa tắc của mình vẫn còn ngon, nên mình cứ yên tâm làm theo nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ đến với phần uống thử nha. Khuấy đều lên, khuấy đều lên, lá dứa thì không cần bỏ ngay, cho xuống luôn cho thơm. Lá dứa rửa sạch rồi. Đó, khuấy đều lên uống này, ống hút nè. Tuyệt vời. Nói chung là nó Nhi làm công thức này đậm đà ha, thanh mát đậm đà, tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Cái công thức này là chua ngọt đậm đà. Và nếu Nhi nhắc lại một lần nữa, những ai mà không muốn chua ngọt đậm đà có thể bớt. Bớt theo công thức như sau, tất cả mọi thứ giữ nguyên. Riêng cái phần tắc á, đang ở đây là mỗi ly là 10 tắc 35 đường, thì mình có thể bớt thành là 705 tắc 30 đường, thì nó sẽ chua ngọt nhẹ nhàng hơn một chút. Còn tuy nhiên nên làm đậm đà như vậy uống cho nó ngon ha cả nhà. Quá tuyệt vời. Ăn thử cái thạch dừa sợi nha. Đây, Nhi sẽ ăn thử cái thạch dừa sợi. Đây,
quá tuyệt vời. Đây, tiếp tục. Mình có thạch dừa sợi và thạch lá dứa sợi, ăn luôn cả hai. Ngon. Đây, mít rất là ngon. Thơm nữa. Ngon quá, mát lành sảng khoái. Mười điểm. Không muốn, nói chung là không muốn dừng lại luôn á. Rất là cuốn, nó cứ chua chua ngọt ngọt mát mát. Mà topping nó ngon á, nói chung là không muốn dừng lại. Nhưng mà bây giờ phải dừng lại đúng không? À, tạm thời dừng lại nha. Tí nữa uống tiếp. Và đặc biệt cái món dừa tắc này nè, cùng với món trà dừa nữa. Như còn một cái series trà dừa nữa nha. Dừa tắc và trà dừa là hai cái món mà Nhi đang có hướng dẫn miễn phí ở cái buổi học pha chế cùng Nhi. Vì vậy anh chị nào muốn học món này miễn phí á, thì vui lòng comment là nước dừa để được tư vấn cách tham gia học miễn phí tại Học viện Pha Chế Vinh Ba về món này nha. Đảm bảo là chúng ta, nếu mà chúng ta được học á, thì chúng ta sẽ làm đúng công thức chuẩn vị để mình có thể kinh doanh. À, cảm ơn cả nhà một lần nữa đã xem cái phần uống thử của Nhi. Lúc này chắc là đang nắng nóng và đang hơi thèm một chút đúng không? Có thể bắt tay vào làm về món này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giá vốn. Phần giá vốn cho ly 500. Nếu như mà chúng ta chỉ có trái cây, nước dừa và ly muộn ống hút đem về thì giá vốn chỉ có 7.000 đồng thôi cả nhà. 7.000 đồng thôi nha. Còn nếu mà mình có thêm phần thạch rau câu, mình có nửa vá thạch cốt dừa và nửa vá thạch lá dứa nữa, thì tổng là một vá thì giá vốn là 2.000, thì cộng lại là 9.000. Như vậy là nếu có thạch thì không có thạch thì 7.000, tính luôn tiền ly rồi. Còn nếu mà có thạch nữa thì 9.000 nha. Còn tương tự như vậy thì ly 1 lít giá vốn nó sẽ gần là gấp đôi. À, nếu cái ly này là có thạch là 9.000 thì ly này phải 18.000. Còn nếu ly này không thạch 7.000 thì ly này sẽ là 14.000. Đó, như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong món nước dừa tắc trái cây rất là thơm ngon, bổ dưỡng, phù hợp với thời tiết mùa nắng nóng. Cảm ơn cả nhà một lần nữa đã lắng nghe. Chúc tất cả chúng ta sẽ thực hiện món này thật là thành công để ứng dụng vào trong công việc cũng như là cuộc sống gia đình mình một cách hiệu quả. Mình là Nhi Vinh Ba, giảng viên Học viện Pha Chế Vinh Ba. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.